quán cà phê luôn rồi đó. Như đây là cái hồ cá rất nhiều luôn rồi, hồ cá không cá chép, đa số cá chép. Hello mọi người, chào cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay mình đi Văn Miếu Trấn Biên nha. Giờ mình sẽ đi vào phía bên trong quay cho mọi người xem nha. Đây là phía bên trong Văn Miếu Trấn Biên mọi người. Đây là có cái cây lộc vừng khá là to luôn. Đó. Rồi mình đi lên đây mình phá thì có gì này này nó đi vậy thôi đó. Đây là cái văn miếu Trấn Biên ở Đồng Nai, được đạt là di tích cấp quốc gia luôn. Ở đây trình những cái mái ngói màu xanh, nó có rất nhiều những hình đầu rồng, chim, khủng. Khá là đẹp luôn. Mặt cả phía xung quanh nè. Giờ đi xuống mình đi dọc. Phía bên trong vừa vào có một cái tấm bia. Đây, trong này cũng có nè, khá là đẹp. Bên đây để là Khuê Văn Cát. Khá là đẹp luôn. Hai bên có sư tử đá nè. Đây là nhân dân phường Phủ Long kính tặng năm 2002. Bây giờ mình lên phía trên nha. Có gốc cây cũng khá là đẹp luôn. Bây giờ mình vào phía bên trong. Nếu không bây giờ là mà để cho khách người ta vô người ta tham quan du lịch đó. Ở đây nó có cái
khóc. Bây giờ mình đi lên cầu thang phía trên này quay xuống được không? Trên lầu đứng phía trên quay xuống nha. Cái bằng miếu này cũng khá là nổi tiếng luôn. Hôm nay mình có dịp mình đây mình quay cho mọi người xem. Ở dưới cái hồ. Cái hồ này cũng rất là nhiều cá nè, cá chép, cá phi rồi. Rất nhiều luôn. Đây nha, sứ khá đẹp. Ở đây là cái cổng nè, Đại Thành Môn. Ở đây cũng khá đẹp. Bây giờ mình vào phía bên trong mình tham quan nha. Đây nha mọi người, đi vào phía đây nha. Đây, bắt đầu mình đi qua phía bên này. Cái khuôn viên khá là lớn luôn. Còn cái cây khá là to. Đây là cái hồ cá ở phía trước của Văn Miếu Trấn Biên. Cái hồ này cũng khá là đẹp. Ở dưới đây người ta thả khá là nhiều cá luôn nè. Kế bên có cái quán cà phê view cũng khá đẹp. Để lát nữa mình qua đó mình uống cà phê, mình quay gần gần cho cô chú anh chị và các bạn xem luôn. Hồ này cá rất là nhiều, nhưng mà hồ này là cấm câu nha anh em. View khá đẹp. Bây giờ mình đang uống cà phê ở quán cà phê nhà chú chị bạn đó. Giờ xa xa kia là có bà cô có đang cho cá ăn, bánh mì với thức ăn nha. Bánh mì bà cô có xé nhỏ 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 cho bà cho ăn. Ở đây khung cảnh nhìn vừa uống cà phê vừa ngắm cá luôn đó. Hồ khá là rộng lớn mà nước rất là trong xanh luôn. Đây, cái đấy là hố sâu nguy hiểm. Mình nghĩ là cái hồ này lúc trước là nó là cái núi đá người ta lấy á. Bây giờ cái nó trũng lại, nước nó trũng nó đọng lại. Nên nó bây giờ cũng khá là nhiều cá luôn. Với người ta thả xuống á. Đó, khá đẹp.